bàn về chuyện giao đổi bạn sang đổi vợ. Phương Trinh Jolie khiến cộng đồng mạng tưởng đang nhắc đến vua cá coi, nhưng vẫn dành lời khen quyết liệt vì quan điểm thẳng thắn. Trời ơi, phụ nữ đâu phải là món trang sức mà thay đổi tùy theo mùa, tùy theo sở thích đúng không? Chỉ có những cái món đồ thì mới là muốn đeo vô là đeo, muốn cởi ra là cởi, cởi cũng khó chứ bộ. Ngoài việc được nhớ đến là cô ca sĩ có giọng hát nội lực, Phương Trinh Jolie còn để lại ấn tượng bởi những quan điểm vô cùng hiện đại xoay quanh cuộc sống hôn nhân gia đình. Trên trang TikTok, bà xã Lý Bình từng đăng tải một đoạn video gây chú ý. Theo đó, cô dâu tháng tư đã chia sẻ quan điểm cá nhân về vai trò của phụ nữ trong gia đình, đồng thời đưa ra ý kiến trước câu chuyện giao đổi bạn sang đổi vợ của cánh đàn ông đang gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên văn chia sẻ của Phương Trinh Jolie: người vợ tàu khang tảo tần cũng không thể nào giữ nổi trái tim của người đàn ông khi mà trong tay của họ có tất cả. Giao đổi bạn sang đổi vợ vậy đó mà vẫn có những người vẫn xem đây là chuyện thường ngày ở quận. Trời ơi, phụ nữ đâu phải món trang sức mà thay đổi tùy theo mùa, tùy theo sở thích đúng không? Chỉ có là những món đồ thì mới là muốn đeo thì đeo, muốn cởi ra là cởi, cởi cũng khó chứ bộ. Theo nữ ca sĩ, phụ nữ luôn nghĩ là mình phải luôn bên cạnh một người đàn ông để giúp đỡ người đó, nhưng họ cũng quên là bản thân mình cũng có cuộc đời riêng, ai cũng có công việc, các cô gái cũng có bạn bè rồi sở thích vân vân. Nếu như cái cân nó cứ nghiêng theo một bên thì theo Phương Trinh, cái cân đó không bao giờ cân bằng được hết, cho nên đừng đòi hỏi sự công bằng ở cuộc đời này. Đời mình tự quyết. Theo Phương Trinh Jolie, vai trò của phụ nữ trong gia đình là vô cùng quan trọng. Ngoài việc chăm sóc con cái, vợ còn là người bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp của chồng. Bởi chính lẽ đó mà người vợ không thể nào được ví như một món trang sức mà người chồng có thể thay mới bất cứ lúc nào. Để không rơi vào tình cảnh gái có công, chồng vẫn phụ, Phương Trinh Jolie đã đưa ra quan điểm của mình. Khi yêu, mình đừng có cho đi tất cả. Tất cả ở đây là gì? Thời gian, công việc, sở thích hay thậm chí là nhan sắc của bản thân. Mấy bà phải xây dựng cuộc sống của mình dựa trên cuộc đời của chính mình. Cô thấy rất là bất hạnh cho những người phụ nữ nào khi yêu trao hết cuộc sống của mình, niềm tin của mình vào tay một người, mặc dù người đó có thể là chồng hoặc con. Cho nên yêu người cũng đừng quên yêu mình. Những chia sẻ này của cô dâu tháng tư Phương Trinh Jolie đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những lời khen cho suy nghĩ hiện đại của bà xã Lý Bình, dân tình cũng đặt ra dấu chấm hỏi lớn liệu rằng cô có đang ẩn ý về những ồn ào liên quan vua cá coi Thắng Ngô và người vợ cũ Thanh Đào hay không. Cụ thể, vị đại gia này từng dành cho vợ cũ những lời có cánh trên sóng truyền hình. Rất may mắn khi bà xã mình luôn đồng cam cộng khổ và luôn luôn chịu đựng rất là nhiều. Trước khi chơi môn này và khi chơi môn này, tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum mà cứ vung tiền cho mấy con này. Thế mình cũng thuyết phục bà xã của mình, cái gì cũng có giá của nó. Rất may mắn là bà xã mình đã vượt qua được. Nếu bà xã mình không vượt qua được thì chắc là hôm nay mình không đứng ở đây. Cũng trong chương trình, vua cá coi đã ôm chầm lấy vợ cũ khi đã nhìn lại hành trình đầy gian khó đã qua. Ở đó bà xã đã hết lòng hết dạ đồng hành cùng anh. Thắng Ngô cũng nhận ra sự vô tâm bấy lâu nay với người bạn đời và khẳng định sẽ yêu thương bà xã nhiều hơn nữa. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, vua cá coi khiến dân tình ngỡ ngàng khi tái hôn với nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân. Có hay không chuyện Phương Trinh Jolie ẩn ý về ồn ào của vua cá coi và người vợ cũ thì người trong cuộc đều biết, nhưng trước hết nhiều người phải dành lời khen trước quan điểm thẳng thắn hiện đại của Phương Trinh Jolie. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.